Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi mà soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại vào buổi tối thì mình có nhận được câu hỏi đến từ bạn Bảo Trần. Câu hỏi này mình nghĩ là mình sẽ cần nhiều thời gian để mình trả lời hơn. Câu hỏi của bạn có nội dung đó là: anh ơi, em thấy giá iPhone 12 Pro và iPhone 13 không chênh lệch nhau nhiều. Em thích điện thoại màn 6,1 inch là đủ, không cần quá to như là Pro Max. Anh so sánh chi tiết hai máy này giúp em với ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, ok. Thế thì mình sẽ bỏ cái máy tính này qua bên đấy nhá, để cho nó nhìn cho nó thoáng hơn, được chưa? Rất là may mắn khi ngày hôm nay mình đã có ở trên tay cả hai cái chiếc điện thoại mà bạn yêu cầu đây. Thực sự là thời điểm này nhá, mình nói thật luôn nhá, mượn được iPhone 13 là cực khó luôn đấy. Còn mượn được iPhone 12 Pro ấy, nó còn khó hơn nữa, bởi vì iPhone 12 Pro thì bán ở Việt Nam nó không chạy mấy, nên là những sản phẩm như này ít có hàng để mượn lắm. 12 Pro Max thì cái gì mượn dễ cơ. Nhưng thôi, chúng ta cứ cùng so sánh hai sản phẩm này với nhau để xem sao là sản phẩm nó sẽ đáng mua hơn. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì có thể coi như là bằng hòa, bởi vì hộp phụ kiện của hai sản phẩm này có cũng như không, đúng không ạ? Thế còn về thiết kế thì sao? Rõ ràng rồi, thiết kế mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro. Mặc dù iPhone 12 Pro nó nặng hơn đấy, tuy nhiên là cái iPhone 12 Pro này thì nó được cái gì? Nó được khung viền là khung viền thép cái đã, thay vì khung viền nhôm nhá. Tiếp theo nữa là cái cụm camera phía sau này của nó này, thì nó có 3 camera, kiểu như là nhìn nó cũng sẽ sang trọng hơn, thay vì 2 camera lại còn đặt chéo như này nữa. Các bạn nhiều khi các bạn không quen mắt đâu. Và thêm một điểm nữa đó là iPhone 12 Pro thì nó mỏng hơn một chút xíu so với iPhone 13. Đây, năm nay pin iPhone 13 nó tăng lên rồi nên là iPhone 13 nó dày hơn. Đây, nếu chúng ta đặt cạnh nhau như này chúng ta có thể thấy được luôn là iPhone 13 sẽ dày hơn một chút xíu so với iPhone 12 Pro. Một cái là 7,7mm, còn một cái là 7,4mm. Được chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào. Thiết kế thì chốt iPhone 12 Pro nhá. Về mặt màn hình thì gần như là hai sản phẩm này nó giống hệt nhau thôi, nó không có điểm gì là khác biệt đâu. iPhone 12 Pro thì thực ra là năm ngoái là cái độ sáng nó đã cao hơn màn hình của iPhone 12 một chút rồi. Thế thì năm nay thì iPhone 13 nó cải tiến hơn về độ sáng, thì cái màn hình của nó độ sáng nó giống với cả iPhone 12 Pro thôi. Kích thước giống nhau, độ sáng giống nhau, mật độ điểm ảnh giống nhau, rồi là tấm nền cái thứ cũng giống hệt nhau thôi. Màn hình có thể coi như là bằng hòa. Nhưng về hiệu năng thì chắc chắn iPhone 13 sẽ tốt hơn so với cả iPhone 12 Pro rồi. Rõ ràng là như thế rồi. Bây giờ bộ nhớ trong tối thiểu của hai sản phẩm này thì cũng đều là 128GB rồi. Nếu mà như ngày xưa chúng ta so sánh cái iPhone 12 với cả 12 Pro ấy, thì chúng ta còn so sánh thêm cả bộ nhớ trong nữa. Nhưng bây giờ 13 thì bộ nhớ trong tối thiểu đã là 128GB rồi. Vậy nên là cái sự khác biệt lớn nhất nó chỉ đến từ con chip thôi. Đấy, và con chip của iPhone 13 là tốt hơn so với cả cái con chip của iPhone 12 Pro. Đấy, hiệu năng tốt hơn đấy. Thế còn về camera thì sao? Camera thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro, bởi vì tổng hòa nhiều yếu tố. Tổng hòa về việc là nó có cảm biến LiDAR và nó có thêm camera tele để giúp chúng ta chụp ảnh nó đa dụng hơn, trong nhiều trường hợp hơn. Còn về pin thì mình lại lựa chọn iPhone 13. Pin của iPhone 13 thực sự rất tốt luôn. Và cái iPhone 12 Pro này thực ra là pin của nó giống hệt với iPhone 12 thôi. Đấy, vậy nên là về pin thì cái iPhone 13 này nó sẽ có một viên pin nó trâu hơn khoảng 2,5 giờ on screen theo công bố của Apple. Còn sử dụng thực tế thì hỗn hợp thì mình nghĩ là nó phải hơn đến tầm khoảng 4 giờ đấy, sử dụng hỗn hợp. Đấy, ví dụ như là với iPhone 13 thì tầm khoảng 9 giờ tối mình sử dụng, nghĩa là 8 giờ sáng mình đi làm thì 9 giờ tối mình vẫn còn khoảng 3% pin, vì mình sử dụng không quá nhiều đâu. Nhưng mà iPhone 12 Pro thì đến tầm 5 giờ chiều là mình chỉ còn khoảng 3% pin thôi. Đấy, thì đấy là cái mình sử dụng thực tế nó như nào. Còn về loa hay là về mic hay là về kháng nước các thứ là giống hệt nhau, không điểm gì khác biệt cả. Hệ điều hành thì cũng giống hệt nhau luôn, 5G thì cũng thế thôi. Còn hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài thì rõ ràng là iPhone 13 sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn là iPhone 12 Pro rồi. Còn có một cái điểm khác biệt nho nhỏ nữa, đấy là về cái tai thỏ này. Đấy, các bạn cũng có thể thấy. Nhưng mà về cái thực tế thì hiển thị về phần trăm pin các thứ thì cũng đều không có cả. Những cái hiển thị khác thì mình nghĩ là cũng xem với nhau thôi. Vậy là những cái sự khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm này nó đến từ cái gì đây? Thiết kế, camera thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro. Còn lại mình sẽ lựa chọn iPhone 13 khi mình cần một chiếc điện thoại có hiệu năng tốt hơn, có pin trâu hơn và hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Tuy nhiên thời điểm hiện tại mình có tham khảo tại website của Cellphonet thì giá bán của hai sản phẩm này nó đang lệch nhau khoảng 2 triệu đấy, thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc đấy. Nghĩa là iPhone 12 Pro bây giờ nó vẫn đang rất là giữ giá, nó tầm khoảng 25 triệu rưỡi. Còn iPhone 13 thì nó rơi vào khoảng 23 triệu rưỡi. Đấy là cho đều là phiên bản 128GB đấy. Nghĩa là hai sản phẩm này lệch nhau khoảng 2 triệu. Với 2 triệu như thế thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua iPhone 13 hơn. Bởi vì giá thôi nhá. Chứ còn nếu mà hai sản phẩm này mà ngang giá nhau ấy thì mình lại nghiêng nhiều hơn về iPhone 12 Pro. Thì không biết ý kiến của các bạn như nào thì có thể lại comment cho mình biết nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.